chung đi nha. Một chút nữa bây giờ khách về bố, khách về bố, khách nào ăn xong mà bưng ra lại. Không, khách chuẩn bị nãy giờ chỉ có hai cái bánh chung. Đi rồi, để chị qua tiếp khách chuẩn bị đi. Bây giờ anh đưa bánh tráng bánh chuối, em hỏi bằng khách ăn bánh nào. Hỏi ăn bánh chuối không? Cái đồ nước uống, bạn đi. Chết rồi. Mấy giờ chạy lên. Chạy lên. Chết rồi. Trời, anh đợi lâu luôn á. Xin lỗi cho mọi người, đây là mình nói cho mọi người biết không anh? Ý là bữa nay là ngày của mình á. Dạ đúng rồi. Em hồi hộp quá. Sao hồi được? Ý là tự nhiên thấy anh run quá. Ủa mà mình làm gì ta? Hả? Không, ý là em anh chuẩn bị làm gì hả? Vậy sao tự nhiên chị kia nói là em với anh phải cầu hôn ở đây? À. Thật không? Em không biết, anh xỉn chưa? Xỉn rồi hả? Để đặng đi chúc em lợi nha. Nói chưa cảm ơn nha. Chỉ luôn có vậy chờ. Vậy, chị lại được anh ba ba rồi cái đại hôn không vậy? Rồi gia đình này vẫn không bỏ tôi. Cái đây hợp đâu vậy? Cái mới hoài luôn. Ủa còn sữa chảy hay gì chị dịnh dịnh vậy? Không có, hai cái bánh chuối nó tụt rồi. Mày khóc hoài vậy, mày chụp hình mà mày khóc hoài. Con cười nè má, tại áp á mà. Chị ơi, chị. Cái mặt cao chị ơi. Áp. Chị, hai cái chị mới xài hai cái hộp hơi mà chị. Con này xuống giờ chưa bị BD đánh. Mới xài gì? Nhờ thầm đủ thêm mà gia đình đi qua quận 2, quận 7 gần đó má. Ông nội, bà nội. Trời ơi, tao làm gái mà mày không tha chứ. Gì vậy anh? Ok anh. Không nữa nha. Em quay quay quay. Em mặc giống nhớ mà. Không có đâu Vĩnh. Ủa áp đúng không vậy? Áp mày thiệt vậy? Thôi Vĩnh lại đi. Ủa dễ thương quá, em giống gái quá. Nhìn em giống cúp bế quá chị hà. Chị ơi. Dạ, chị nghe. Ủa sao má không xin mày chụp mà mày xin má chụp mày ngu quá vậy. Ờ đúng rồi, bà này nó đúng rồi má. Ok bé ơi. Sao vậy? Hỏi chụp đi. Hỏi chụp nghỉ luôn đi. 10 điểm. 10 điểm. Bà nào 10 điểm cái này phương. Chị ơi cho con bú nè chị ơi, chị diễn hoài. Ôi đến 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 mẹ nè con, đến 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 mẹ nè. Con nhớ nó sợ đó phương ơi. Đừng có nhớ 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 cục cưng của mẹ nè, không sợ ma không? Ê, nó không sợ tao, sợ mày á. Trời ơi, trời chị ơi, nghe nó kêu cái danh này nói chị là cua ma hông kìa. Mày đi, mày nói sao ảnh đó tao giống cây thông, mày giống ông già Noel. Nhìn chị giống cua đá thiệt quá trời luôn. Cảm ơn em. Bốn mươi mấy tuổi cái bằng này anh chị. Nhiều. Mà non quá. Chưa người yêu. Ai chưa có người yêu? Rồi đợi chút xíu. Bên đây nè, áo đỏ chưa có luôn. Lâu chưa? Đâu rồi? Baby. Giùm em đi. Gì á? Em mới gói chùm nho. Kiếm cái gì vậy? Lấy giùm em chùm nho đi. Chùm nho gói chùm quần ảnh á, chùm quần ảnh kìa. Ở dưới đất trời má ơi. Nó cổ kìa bà ơi. Miệng máy này quá chưa? Trời ơi, ảnh ngại luôn rồi. Xuống lên lòng. Điêu nữa. Người yêu của chị. Ở trời ơi. Hello honey, how are you my son? Chị có trò khóa sao mà giá? Bố chị số gì cha mẹ nè ha? Tố chè, tố chè. Chè Thái á. Ok ok cảm ơn. Ông xã chị đúng không? Kêu chị đưa cho em 2 triệu. 5 gì? Không biết nữa, anh nói đưa 2 triệu em góp cho 50. Ok ok ok. Anh chào đi chơi. Em chung cho bạn nhá. 57 lần bạn. Khách của chị em đừng có làm mất khách chị nha. Đừng ngay chung cho bạn. Ok ok chị. Vô vô con. Vô bạn ơi trời. Chung với mẹ. Vô con, vô chụp hình nè. Này con đi đi. Vô con, vô đây với mẹ. Phương Phương, để con gái đi vô, đi hoài nữa Phương ơi. Vô đây với mẹ. Xe nó còn đụng đi giữa đường, vô đây với mẹ. Đây. Rồi đúng rồi, ngồi xuống. Nào, kiểu khác đi, tao kiểu khác đi. Thả tim đi con. Thả tim đi. Các cháu hâm mộ cô. Ok, cảm ơn chị nha. Bye con, cảm ơn cô đi. Dạ, chị hay cho cháu coi YouTube của em đúng không? Ừ, ngày nào cũng coi. Chị nhớ nhắc cháu những cái chuông giùm em nha. Ok. Những cái chuông, những cái chuông đăng ký. Kệ đi với mẹ. Nhớ cô chưa? Ok, cảm ơn anh nha. Chào cô chưa? À, dạ. Bây giờ là giống như là quán của em, giống như là hôm nay là ngày của cộng đồng LGBT á. Là em sẽ giữ anh nẻ lợ, chị dẫn ba đứa nhỏ về nha. Cái gì em nói cái gì? Em phải chạy xe.
Không, xe anh cứ để đi một chút, anh có người chạy hết. Ok con, bây giờ ba đứa con nghe lời cô đi với mẹ về nha. Nha, để cô gặp riêng với ba để mà nói chuyện giao lưu. Thần tượng của em từ Cần Thơ lên. Thần tượng của em đó. Cần Thơ đi ra đi. Đứng ra đi mít. Đấy, ra mình vô vô con. Đấy. Rồi xe rồi xích vô vậy, xích vô con. Phương Phương ơi, em có khách tặng lọc cho 5 người tụi em á. Dạ dạ ok, ok em cảm ơn anh chị nha. Đợi chút xíu nha anh chị, em sẽ dàn xếp khách ngồi tại chỗ. Thì em sẽ cho những thí sinh ở quán em để mà cắt quớt dài đường để mà phục vụ mọi người nha. Mọi người đợi chút xíu nha. Ok con, cảm ơn. Ok anh chị sức khỏe nha. Dạ ok, về vậy. Chị Hương, cảm ơn anh chị nha. Ủa ai kêu trời? Để tôi nghe ai kêu. Để tôi nghe ai kêu đây là trời. Trời ơi, em ơi, ở đây bán nha em. Ở đây bán bánh mì. Bé em hả? Đâu ra vậy? Vô đây. Trời phu hả? Vô đây ngồi nè. Quá trời cái miệng rồi, lanh quá. Bao nhiêu tuổi mà lanh quá vậy? 15 tuổi. Đi con để mẹ xử cái này. 15 tuổi. Nhiều. Dạ 15 tuổi. 15 cho cái mặt giống 51 dạ. Có bán xe, bán xe ốc. Chị hỏi lại giùm em đi. Ở đây chị hỏi lại giùm em một câu mạnh lên nè. Bây giờ qua mẹ. Có bán bánh xe một lon con tán rồi. Vậy? Bây giờ em nói thiệt đây, sẵn chị với em tâm sự với chị nhà bếp rồi đó, có nói nè. Rồi đó quay. Chị hỏi em có bán bánh xe không? Thì em sẵn thưa với chị là quán em bánh xe hết rồi. Bây giờ quán em còn hai cái bánh bao, cái chai, cái mặn gì ăn cái nào. Thôi cái này để qua cho Hoàng Thượng đi. Hoàng Thượng. Cảm ơn nha. Hoàng Thượng hả? Mới hỏi cái gì để gậy đó cho nó gắt hết luôn đi. Bữa nay tôi chơi tới bến với bà luôn. Hồi nãy hỏi cái gì? Hồi nãy hỏi quán em bán gì? Hỏi lại đi. Ủa chị ơi, quán chị bán gì vậy? Quán chị có bán cà phê đen và cà phê đá. Nếu em không thích uống đá thì chị sẽ không lấy đá cho em. Còn em mà uống đá thì chị bỏ đá nhiều cho em. Gớt cái gì vậy? Gớt cái gì kìa? Gớt cái gì vậy? Đê tiện, bị giỏi. Em bé nói gì kìa trời. Vô lễ. Chị ơi, em bé nói gì kìa. Em bé đâu biết nói gì đâu, tôi giải cho mặt mày. Không mới có 2 tuổi mà nó nói gì. Nó nói gì. Giá thiệt mà. Chị ơi, bán cho nhà em 20 lộn xộn nha. Ok cưng. Ăn hai lỗ mũi không? Hai lỗ mũi em hả chị? Ok vô, đừng có nói với mẹ là giới da. Ủa mày đang giấu người ta đó, nói đi gọn nít nó biết tôi bán giới da nè má. Còn bán cái gì có bán cho ăn, nó bụng quá vậy. Ok chị, chị ăn nha. Bỏ cài luôn, hay bỏ cài không? Bỏ cài. Ai biết ông này ông nói bỏ cài kìa. Bỏ cài là cài sao? Ông tọt về lóc ông nói bỏ cài. Mở mắt đi trời. Điên quá. 10 điểm mắt nhỏ lanh dữ sợ, bà hỏi lại ơi. 10 điểm. Hôm nay Hồ Phương có rất là nhiều năng lượng nha mọi người, tại vì hiện nay là cả hơn cả ngàn người đến ủng hộ cho anh ơi dừng tay lại. Sao anh vội vàng quá vậy? Say quá rồi. Trời ơi, nhân gian đáng ơn tình này mà lòng người nào có. Đi vô cổng tao nói tiếng Việt là phải tiếng Anh đâu trời. Mày muốn tao nhớ vào giọng luôn. Trời đau quá trời. Đã bữa nay làm gái rồi, đã mình đó. Trời ơi, con chị đạp trong bụng kìa. Anh ơi, vũ con đi, nó chạy theo em ngoài cửa. Vũ con ơi. Chị ơi. Vũ con. Vũ con. Mười điểm. Trời ơi, con chị đạp trong bụng kìa, chị ra rồi. Bây giờ mình có 100 điểm rồi đó. Tôi vũ mặt cho nhắm mắt luôn nè. Ê. Bây rồi, con bé này. Ủa nó kéo cái gì vậy má ơi? Ok bé. Cười lên. Ủa, nha. Ủa sao kì vậy? Cười lên. Đúng rồi. Cười lên nè. Đúng rồi, thả tim đi, thả tim. Cười lên, cười lên. Ủa, chị. Giờ từ thứ tụi em là chị. Ý là chị chụp em, chị chụp chị á. Không, chụp ba em nè. Chị chụp ba đứa em. Rồi cười lên. Rồi, chị chụp ba đứa em nha. Rồi cười lên. Không có đổi cam, ý là chị đừng để cam này. YouTube liên vô đây rồi YouTube ơi. Ê,
chị đừng dâm cái là không điên quá chị, hồi đầu dâm nữa một em cười lên bé mập dễ thương nè, cười lên đó, ba đứa ai cũng đẹp hết nha, cười lên bé. Trời ơi, chị chụp là cái nào ra cái đó, nhờ chị chụp là một sự sáng suốt. Trời ơi trời ơi. Ủa alo alo đúng rồi, chị chụp chụp xuống tụi em chị. Alo, ok, con bé dễ thương đàng hoàng, mình còn hợp đồng đó. Mở cái đèn lên cho mẹ, phải có đèn vậy. Nó nghe là bữa nay chị giả gái Ấn Độ mà giờ chị giống trai không độ quá. Chị hết năng lượng luôn rồi, chị sụ luôn rồi. Cái nào chạy giải đâu? Chạy giải. Chạy nào? Chạy giải. Chạy giải.